Và ở đây tôi không có chia sẻ cách độ xe để đua, cũng không có chia sẻ cái cách độ xe về zin, mà tôi chỉ chia sẻ cho anh em cái cách là thuần hóa con min để chiếc xe nó phục vụ mình, chứ mình đừng có đi phục vụ nó tốn kém đau đầu mất thời gian lắm. Chào mừng anh em đã trở lại với tiết mục phá xe của người nông dân. Tại sao lại phải tự sửa chiếc xe min của mình? Có một cô gái chạy min hỏi tôi là bằng cách nào để có được một chiếc min ít phải sửa. Tất nhiên là có rồi, tự tháo ra kiểm tra và thay thế những cái phụ tùng thường xuyên hỏng hóc, mà khi nó hỏng một cái thì nó kéo theo một chùm hỏng theo. Nếu như lọc gió bị thủng thì tất nhiên bụi nó sẽ đi vào buồng đốt nhiều hơn bình thường, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là mau mòn piston xi lanh và xét măng. Đó rồi, còn mà xích nồi nó bị mẻ mà anh em không có tháo ra kiểm tra mà cũng không có biết á, thì chuyện gì đến nó cũng sẽ đến thôi. Một ngày đẹp trời nào đó đang bon bon trên đường thì làm một cái bạc, bỗng nhiên có cái gì đó nó thò ra từ máy. Anh em muốn thay xích nồi hay là thay cái lốc máy, chọn lựa đi. Khi anh em coi clip thì cũng ráng coi cho nó hết clip, tại vì trong đó tôi đã chia sẻ rất là kỹ về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của từng bộ phận mà anh em có thể sửa được nó, ví dụ như chế hòa khí, công tắc đèn và la bố nồi côn ấy. Thì khi coi xong dù ít dù nhiều anh em cũng đã biết được cách tháo ra, thay thế và gắn vào, hoặc anh em coi xong thì cũng sẽ hiểu được cái nguyên lý hoạt động và cấu tạo của những bộ phận đó, tại sao nó lại như thế này, tại sao nó lại như thế kia. Để có được một con min chạy đường dài ổn định thì tất nhiên là bộ hơi nó phải kín kín đáo và êm ái rồi, mà còn nó hơi lan can xíu cũng không sao, mà nó hơi lọc cọc á thì nên đi tháo ra làm lại piston bạc rồi thay ắc rồi ép lại cái dên đi. Cái cách của tôi á nó dễ lắm, thường thì tôi thích đơn giản mọi thứ khi còn có thể, chứ phức tạp nó lên để làm cái gì, đợi đến lúc mà nó hỏng hóc rồi lại phải mò, để khi mà lỡ nó hư thì anh em có thể là làm một phát ăn ngay. Thì xe đi đường dài nó không có nói trước được điều gì cả, cái gì cũng sẽ hư hỏng thôi. Khi mà gặp sự cố thì anh em có thể tự làm, tự khắc phục rồi tháo ra thay thế rất là nhanh. Ví dụ như IC nó chết không có lửa thì anh em cứ thử kiểm tra là bình ắc quy còn, rồi kiểm tra cái dây vào IC có không, nếu có thì kiểm tra cái dây từ IC ra mô bin sườn, không có thì kiểm tra cái cục kích, còn không thì kiểm tra mát. Đó thì anh em cứ loại trừ, nếu mà mát và kích đầy đủ, điện vào có mà điện ra không có thì thay cục IC thôi. Còn cách kiểm tra thì cứ đạp rồi thử lửa thôi, quẹt 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 dưới khung á, có lửa là chạy đó. Điện, đèn, còi thì tôi chuyển sang xài ắc quy hết. Khi mà anh em cắm trại thì anh em có thể bật đèn ắc quy lên cho nó sáng để làm cái gì đó, nhúng lửa xong rồi tắt nó đi đó, nó cũng lợi hại nhiều thứ. Hoặc là khi mà chạy đường xấu thì ví dụ như cái đợt tôi chạy từ Thằng Lõn lên Sapa mà đi đường tả thàng, đi buổi tối thì thôi chứ ở đó nó không có đèn đường đâu, ngao ngáo là một là vào vách, hai là xuống vực, và đèn ắc quy nó đã giải quyết cho tôi cái vấn đề chiếu sáng và thay toàn bộ vít lốc máy bằng lục giác 5 ly. Thôi rồi, mua đúng một cây lục giác chứ không lại xách theo cái vít đóng nữa thì cũng lằng nhằng lắm. Và tất nhiên là khi đi đường xa thì anh em nên chuẩn bị một số phụ tùng thay thế, ví dụ như cái hàng đầu là cái ruột xe 318, nếu mà không mua được cái ruột đó thì mua ruột 275 17 nhét vào chạy vẫn được. Và xích nồi IC rồi
Anh em có thể cảm nhận được là trên xe anh em nó thường hư cái gì nhất, để anh em có thể chuẩn bị những cái thứ đó thôi. Chứ cũng chẳng có mặc định gì cho những cái chuyến đi dài lằng ngoằng, phải mua cái này, phải mua cái kia, phải có cái này, phải có cái kia. Đó là cách tôi tự thuần hóa chiếc min khờ của mình. Trong 3 năm qua, rất là nhiều chuyến đi. Đấy, anh em có thể coi thêm những cái clip ở dưới. Rất là nhiều chuyến đi và chuyến nào nó cũng thú vị cả.